Thanh Nhật, chị tôi lại tìm ra được con game mới rồi. Giờ hôm nay tôi sẽ qua đây, để học, kiểu như là học Việt ấy. Xong rồi từ từ về tự làm. Cái gì đây? Gửi anh làm gì đây? Gì ta? Là sao? Ủa? Ê Phan, thì thấy nhà của người ta đi đâu mà đi đó mọi người. Chuyện gì sẽ xảy ra? Mình đợi đi, cái nhà ở đây đi. Sợ ta. Doraemon. Đâu? Là sao ta? Sao thoát ra được? Bấm clean. Đâu? Bấm thoát ra ngoài luôn. Bấm X. X trên kìa. Cái gì? Gì mọi người? Rồi xong rồi vô lại. Chào wow. Mọi người ơi, là quay lại từ đầu. Rồi, tôi sẽ phải lay lại. Rồi. Giờ chạy đi kiếm lại mấy mạch nè. À, hên quá, nằm chung bên. Hên quá, chạy hên rồi, nó còn chết. Ngã quẹo bên kia đúng gì không? Trời ơi, wow. Cái game này ta nói hả, nhà cửa ra mình đông đúc. Mỗi lần đi kiếm mệt gần chết. Ủa? Đây, đây tới nè. Tôi không có tiền, tôi sẽ mua cái cây chanh. Đó, cây chanh thì cho không đồng. Ngọc trái. Đó, trái đó là phải sao, phải di chuột mới đẻ được. Di chuột nó có lớn trắng trắng. Mày di chuột được không? Đâu? Ủa, đừng nói là không ngủ được nha. Mọi người ơi, hình như là em không cho, nó không cho em hái mọi người ơi. Rồi. Tiêu. Tiêu luôn rồi quý vị ơi, cái này chạy là thiệt sức mồ hôi trôi sông lắm luôn. Tao để tôi coi chị tôi làm coi. Đó, bây giờ là sẽ bỏ vô đây. Đó, mỗi lần bỏ vô đây. Bỏ vô chị xong đúng không? À. Xong cái bây giờ được bẻ bẻ chanh xong rồi bỏ đó, xong rồi ở đây lấy cái ly. Bóc cái chanh. Đó, đem vào đây. Tao bán ngoài. Ủa? Có bán được đâu, nấu chơi vậy thôi chứ có bán được. Rồi đâu. Giờ tôi mới về nhà mọi người ơi, bye bye. Trời ơi, bây giờ tôi phải trời ơi. Trời ơi, trời. Nó không có cho tôi làm chung. Sao vậy? Trời ơi, chạy về nhà xúc mồ hôi luôn á. Trời ơi, chạy lâu. Nhưng mà cái này như hoạt cả lắm. Cái này dễ làm ăn cũng được lắm. Đây, tới nhà. Trời ơi, được cái màu nhà màu xanh dương đúng chưa? Tuyệt. Em thích điều này. Cái này làm ăn được rồi. À, thu hoạch, thu hoạch. Nó hơi mệt nha.
Ủa gì vậy? Cá lê ok chưa? Trời ơi, đầu có chị hãng á là không biết cho tại sao mà tôi bán được 30 ly rượu 30 ly hay là 30 ly năm trời. Ủa là sao vậy ta? Sao? Là sao? Là mình phải ra ngoài đó, hướng dẫn đó. Mình bẻ xong rồi mình phải đem bỏ lên cái gỗ. Mình bỏ lên cái gỗ xong cái bắt đầu mình phải chạy ra ngoài lấy một cái ca ở trong ngoài đó. Rồi xong rồi mình mới lại làm cái này mình đốt cái chanh nha. Xong rồi mình mới chạy ra làm này mình bán cho khách được. Mình để lên bàn nó nhắn. Thấy gì nè? À em cũng được mà ép à có khách mua này ha. Rồi có người mua. Ủa có mà, tao có nè, đó tao bán cho mày đó. Rồi cây chanh. Ê, nhìn cây chanh nó hơi kỳ kỳ ha mọi người ha. Chưa được. Đào. Sao vậy? Ý là nghèo chưa đủ tiền á mọi người. Cái game này là cái game này là không phụ giúp mà cũng chả trộm cắp được luôn. Cái ly lợi cái mình lấy ra đem ra đây bán. Ai mua được cái vui quá ha, trời ơi hớn hở liền. Vui dữ, hân hoan quá. Rồi bây giờ cái mình sẽ đi vô trong này, trồng cây chanh đi. Hai cây là một bộ rồi đó.
cái mình đi vô mỗi mình thu hoạch. Mỗi một lòng ép được 30. Đó, mỗi một lòng ép là được 30. Hai trái là một ly. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết. Hai trái một ly. Chà, chua dữ à. Hai trái một ly. Không, mà chất vàng này của nước ngoài rất là ít chua. Nhưng mà hơi heo nha, hơi heo. Nè, cái mình bán. À, cái chưa vui à. Rồi, ngày hôm nay em sẽ tìm hiểu game tới đây thôi. Bữa sau em sẽ buôn bán một cách tử tế hơn.